7 chướng ngại vật là vượt rào cùng với hố nước, những thách thức ở phía trước. Và các vận động viên đã xuất phát. Cự ly thi đấu 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh chưa bứt lên 7 lần qua rào cùng với hố nước và 28 rào cạn, tức là mỗi một vòng sân sẽ là 5 chướng ngại vật, trong đó có 4 chướng ngại vật là rào cạn và 1 chướng ngại vật vượt rào cùng hố nước. Chuẩn bị. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương của chúng ta đã tụt xuống vị trí thứ 4. Nguyễn Thị Oanh chuẩn bị vượt lên. Một vòng sân là 400m và các vận động viên phải vượt qua 5 chướng ngại vật, 4 chướng ngại vật vượt rào cạn và Nguyễn Thị Oanh của chúng ta vẫn đang ở vị trí thứ 2. Nguyễn Thị Hương thì đã bứt lên ở vị trí thứ 3. Sẽ là tấm huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh đang bứt lên rồi. Vận động viên của Philippines và cùng chúc cho những bước chân của Nguyễn Thị Oanh càng dẻo dai hơn. Còn khoảng 30m nữa thôi, Nguyễn Thị Oanh cố lên. Khoảng cách rất xa. Vận động viên của Philippines bị bỏ khá xa rồi. Huy chương vàng nằm trong tầm tay. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Oanh. Thật khâm phục cho những gì mà Nguyễn Thị Oanh đã làm được tại SEA Games 32. Lịch thi đấu dày, hai nội dung thi đấu liên tiếp, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành huy chương vàng. Tấm huy chương vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 và là SEA Games 32. Chúng ta hãy xem lại hình ảnh quay chậm thi đấu chung kết 3.000 vượt chướng ngại vật nữ. Có sự góp mặt của hai vận động viên Việt Nam chúng ta là Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hương. Không thể tin được, một cô gái nhỏ bé Nguyễn Thị Oanh đã làm nên những gì tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất trong bất kỳ các cuộc thi đấu. Đầu tháng 2 năm nay thì Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu ở giải Điền Kinh trong nhà châu Á và cũng đã giành được tấm huy chương vàng. Và tại SEA Games 32, lúc này 3 trên 4 nội dung mà Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành xong thì Nguyễn Thị Oanh đều đã giành được huy chương vàng. Năm 2023 là năm vàng của Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng, và làm nên những điều tuyệt vời nhất cho thể thao Việt Nam. Chúng ta thật